Chúng ta làm ví dụ này, cho hệ dàn thẳng đỡ sàn như hình vẽ, yêu cầu là tìm ứng lực hay lực dọc trong các thanh EF, EF đâu, EF đây, EF ngang đây, thanh ngang đây, BF, BF là thanh xuyên đây, và AB, AB thanh này. Thì các bạn chú ý ta có hệ dàn này, bao gồm các thanh. Các thanh này được gắn với nhau bằng cách là bắt nhiều bu lông vào bảng mã. Đây, tại A, B, C, D, E, F là các bảng mã đó. Bảng mã này ha, các thanh gắn với bảng mã bằng liên kết các bu lông. Các bạn hiểu không? Và cái dàn này đỡ cái sàn, sàn nằm ngang đây. Sàn này chịu tải phân bố đều là 4kN trên mét. Sàn này ha, đều phân bố đều suốt chiều dài của sàn đây. Và sàn này được đặt lên các bảng mã đây. Đó, truyền lực xuống dàn, dàn đỡ sàn này. Người ta giờ với tải trọng của sàn này, các bạn người ta yêu cầu là tìm lực dọc trong 3 thanh thôi, đó là EF thanh ngang đây, BF thanh xuyên đây và AB thanh ngang. Đó. Thì gặp trường hợp này tức là gì? Cái dàn này đỡ sàn mà sàn này chạy chịu lực phân bố đều suốt chiều dài của sàn đây. Vậy chúng ta phải đặt lực lên dàn thì chúng ta mới tính được. Vậy sao các bạn chú ý nè? Thì chúng ta quy lực tác dụng lên sàn thành lực tác dụng lên dàn, mà lực đó chỉ tác dụng tại các nút thôi, đó là A, B và C. Vì sao? Vì cái sàn này đặt trên các bảng mã tại A, B, C, cho nên nó truyền xuống cái dàn này thông qua các nút tại A, B, C thôi. Các bạn hiểu không? Thì các bạn chú ý nè, cái sàn này mình sẽ chia ra 4 phần ha, tức là gì? Một nửa sàn AB đó và một nửa sàn BC. Thì các bạn chú ý nè, một nửa sàn AB đó, thì nửa sàn tức là một phần nửa sàn của AB này nó sẽ đặt lực lên tại A, và một nửa còn lại sẽ đặt lực lên tại đâu đó? Tại B. Tương tự cái đoạn sàn BC đây, thì một nửa đoạn sàn BC sẽ đặt lực lên B, và một nửa sàn BC sẽ đặt lên gì? Lên C. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu sàn này chia làm 4 phần thì sao đây? Thì A sẽ chịu là 1 phần, B chịu 2 phần và C chịu 1 phần. Các bạn hiểu không? Cái sàn này ha, nếu chia ra 4 phần á, 4 phần bằng nhau, ok không? Thì sao đây? Thì B sẽ chịu 2 phần, 2 phần giữa đây, tức là một nửa sàn bên trái này, một nửa sàn bên trái này, một nửa đoạn sàn AB á thì sẽ đặt lên B, và một nửa đoạn sàn AB của AB là đặt lên nhà. Tương tự một nửa đoạn sàn BC sẽ đặt lên B, và một nửa đoạn sàn BC sẽ đặt lên C. Các bạn hiểu không? Cho nên nếu trường hợp này nè, mình chia sàn này thành gì á, thành 4 phần, thì 1/4 tải trọng của 1/4 sàn á sẽ đặt lên nhà, 1/4 sàn nữa đặt lên C, và gì, và 2/4 của sàn á sẽ đặt lên gì? Lên B. Trên trường hợp này mình sẽ quy được tải là gì? Tức là gì? 4 là lực phân bố, cường độ lực phân bố nhân cho tổng chiều dài là 4 nữa là 16 đơn vị lực kilonewton. 16 này chia cho 4 phần, chia 4 là 4 kilonewton. Vậy A sẽ chịu 1/4, C chịu 1/4 và B sẽ chịu 2/4, tức là 1/2. Vậy sau đây 4 nhân 4 là 16, 16 thì B sẽ chịu một nửa là 8. Còn tại A, tại C sẽ là gì? 1/4 của 16 á, là 4 á. Vậy trường hợp này chúng ta đặt lực tác dụng vô sàn rồi. Lực tác dụng vô dàn. Lực tác dụng tại các nút A, B và gì? Và C. Điều yêu cầu là gì? Là tìm lực dọc trong các thanh AB này, BF này và EF, ba thanh này. Đó. Vậy đương nhiên ha, để yêu cầu tìm lực dọc trong ba thanh này thì mình sẽ dùng mặt cắt cắt qua ba thanh. Các bạn chú ý ha. Nếu đề yêu cầu là tìm lực dọc trong một số thanh của dàn thôi thì trường hợp này mình tốt nhất là dùng phương pháp mặt cắt, và ưu tiên là cắt qua những thanh người ta yêu cầu. Về trường hợp này, giả sử tôi dùng mặt cắt 22, đây mặt cắt 22 đây, cắt cái dàn đi qua các thanh mà người ta yêu cầu là tìm lực dọc. Đó, đi qua ba thanh này, AB này, BF này và EF. Các bạn hiểu không? Vậy lúc này nè, mặt cắt 22 nó tách dàn làm hai phần, một phần là bên trái mặt cắt 22, hai là mặt cắt, một phần là bên phải của mặt cắt 22. Thì trường hợp này mình sẽ ưu tiên xét phần bên phải. Vì sao? Vì phần bên phải là phần tự do. Các bạn hiểu không? Mình ưu tiên xét phần tự do. Còn nếu bạn nào muốn xét phần bên trái mặt cắt 22 thì muốn xét được, đầu tiên các bạn phải tìm các phản lực tại tựa F và gối cố định A, rồi sau đó mới xét mặt phần bên trái của 22. Các bạn hiểu không? Vậy trường hợp này mình ưu tiên xét phần bên phải, phần tự do. Đó, vẽ lại phần bên phải ha.
Rồi, mặt cắt 222 đi qua 3 thanh sẽ phát sinh 3 lực dọc 3 thanh. Và mặc định là cho các lực này hướng ra khỏi mặt cắt. Đây, lực là lực dọc á, mặc định là cho hướng ra khỏi mặt cắt, các bạn chú ý ha. Đó, rồi. Vậy là lực dọc trên thanh AB sẽ là NABA, trên thanh BF sẽ là NBF và trên thanh EF sẽ là NEF. Đó các bạn hiểu không? Và tôi gọi góc alpha dọc là góc hợp bởi gì? BF và EF. Đó. Thì trường hợp này mình sẽ tính được sin alpha, sin này, sin đối, đối là gì? Đối là 1.5. Sin đối chia huyền, huyền là BF. Thì các bạn chú ý này, kích thước EF là 2, kích thước gì đây? Kích thước đứng này, BE là 1.5. Vậy có nghĩa là kích thước là BF này là 2.5. Tại giác vuông mà, tại giác vuông ha. Đây 2, đây 1.5. 2 1.5 thì đoạn xiên này, đoạn xiên là cạnh huyền á sẽ là 2.5. Vậy từ đây tính được sin alpha và cos alpha. Rồi, vậy giờ mình sẽ viết ba phương trình cân bằng, mình sẽ tìm được ba thành phần lực dọc này. Vậy ưu tiên lấy moment. Thì điểm lấy moment là điểm có nhiều phản lực đi qua. Thì chúng ta có thể chọn moment đâu? Moment tại tại F. Moment tại F thì có NBF đi qua, NEF đi qua. Vậy là moment tại F triệt tiêu được NBF, NEF, mình sẽ tìm được NB gì? BA. Rồi, chúng ta có thể lấy moment tại đâu? Tại B. Moment tại B thì triệt tiêu được NBA và NBF, tìm được NEF. Và sau đó chúng ta có thể gì? Có thể là chiếu phương đứng để tìm được N gì? NBF. Thì ba phương trình đó là ba phương trình độc lập, tức là không phụ thuộc với nhau. Và chúng ta ưu tiên là viết các phương trình độc lập, để lỡ mà có một phương trình nào nó nhầm thì nó không ảnh hưởng tới kết quả của phương trình khác, các bạn hiểu không? Rồi, vậy trường hợp này đầu tiên ha, tôi ưu tiên là lấy moment, mà moment tại điểm nào có nhiều phản lực đi qua để triệt tiêu bớt. Vậy trường hợp này là ưu tiên là lấy moment tại đâu? Tại F. Và moment tại đâu? Tại B, các bạn chú ý ha. Tại F thì có NBF đi qua và NEF đi qua. Rồi, moment tại F bằng 0 suy ra. Đây, vậy là NBF bỏ, NEF bỏ, chỉ còn gì? NBA. NBA mà lấy moment tại F là ngược chiều hồ là dương. NBA, tay đoàn đoạn đứng đây, đoạn đứng chính là 1.5 mét. Rồi, 8 kN mà lấy moment tại F thì sẽ là cùng chiều hồ là trừ 8 nhân cho tay đoàn là 2. 4 kN lấy moment tại F tức là cùng chiều hồ là trừ 4 nhân cho 4 bằng 0. Vậy từ đây suy ra NBA gần bằng 21.333 kN. Tính ra kết quả dương nghĩa là sao? Nghĩa là thanh BA chịu kéo, các bạn hiểu không? Rồi, phương trình thứ hai là tôi sẽ ưu tiên lấy moment tại đâu? Tại B. Các bạn có thể dùng một moment hai hình chiếu, hoặc là hai moment một hình chiếu, và thậm chí là ba moment nữa các bạn. Rồi, trường hợp này tôi lấy moment tại B, moment tại B bằng 0 suy ra B đây, thì triệt tiêu được NBA và NBF, còn N gì? NEF. Rồi, moment tại B thì NEF mà lấy moment tại B là gì? Là cùng chiều hồ là trừ NEF nhân tay đoàn là 1.5. Đây. Rồi, 8 bỏ triệt tiêu, 4 thôi, 4 lấy moment tại B là cùng chiều hồ là trừ 4 nhân cho 2 bằng 0. Vậy từ đây suy ra NEF bằng gần bằng là trừ 5.333 kN. Vậy tính ra NEF âm nghĩa là sao? Là thanh EF chịu nén. Rồi, chúng ta đã có được NBA rồi, NEF rồi. Bây giờ tìm NBF. Vậy tìm NBF thì có một phương trình nữa là phương trình có thể là chiếu phương ngang hoặc là chiếu phương đứng. Trường hợp này mình sẽ ưu tiên là chiếu phương đứng. Vì sao? Vì chiếu phương ngang sẽ có NBA, NEF tham gia. Mình lỡ NBA, NEF bị sai thì NBF cũng sai luôn. Có hình như không? Cho nên mình sẽ ưu tiên chiếu phương đứng. Chiếu phương đứng sẽ triệt tiêu được NBA và NEF đây. Vậy chiếu các lực lên phương đứng bằng 0 suy ra. NBF mà chiếu lên phương đứng có nghĩa là NBF mà sin alpha. Các bạn nhớ không? Chiếu phương đứng là đối của ông ta là sin alpha. Sin alpha hướng xuống là trừ NBF sin alpha. Rồi, trừ 8, trừ 4 bằng 0. Với sin alpha bằng 3/5, thì suy ra gì? NBF gần bằng trừ 20 kN. Trừ nghĩa là sao? Nghĩa là thanh BF chịu nén. Vậy là chúng ta dùng mặt cắt 22 đây, cắt qua 3 thanh, mình sẽ tìm được lực dọc trong 3 thanh. Vậy là chúng ta đã tìm được lực dọc trong 3 thanh theo đúng yêu cầu của bài toán.